Tuấn Nam xin gửi chào tất cả các bạn click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là phun chọn 4 màu sắc trên mẫu xe Honda Way Alpha 110 của năm 2023. Và ngày hôm nay mình quay cận cảnh trực tiếp 4 màu sắc này tại Honda Hòa An 1 với địa chỉ ở phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, trên đường 4D đối diện với khách sạn Mường Thanh, để gửi tới các bạn những cái hình ảnh cụ thể của 4 màu sắc. Sau đó sẽ cập nhật mức giá bán mới nhất trong thời điểm giữa tháng 2 của năm 2023 các bạn nha. Với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua tới mẫu xe ở đây, các bạn có thể xem qua thông qua video của mình, cũng như đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình luôn, các bạn có thể lưu ý luôn. Đều là những màu sắc rất đẹp, một mẫu xe số quốc dân, được rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam chúng ta quan tâm trong thời gian vừa qua. Và hiện tại theo những con số đánh giá đến từ Honda Việt Nam thì doanh số bán ra của mẫu xe Honda Way Alpha này vẫn đang đứng đầu trong tất cả những dòng xe đang bán tại Việt Nam chúng ta các bạn nha. Phiên bản màu đen nhám rất đẹp ở đây. Ngoài ra ba màu sắc còn lại cũng rất đẹp. Tuy là những màu sắc cơ bản thôi nhưng nó đều phù hợp với đa số người dùng tại Việt Nam chúng ta. Già trẻ, lớn bé, trai gái đều có thể điều khiển mẫu xe Honda Way Alpha này một cách vô tư nhất và thoải mái nhất các bạn nha. Các bạn nhìn một chút ở phần đuôi xe cho mình, thiết kế rất là thon gọn, nó phù hợp với cái đường xá ở Việt Nam chúng ta luôn. Mặt đồng hồ dạng analog thôi. Những cái gì đó gọi là cơ bản nhất trên một dòng xe số phổ thông tính đến thời điểm hiện tại cho mẫu xe Honda Way Alpha này. Với trọng lượng hiện tại của xe chỉ 97kg mà thôi. Độ cao yên xe ở mức là 769mm các bạn nha. Cũng rất phù hợp với vóc dáng của người Việt Nam. Khoảng sáng gầm xe lên tới 138mm, đi cùng với đó là dung tích bình xăng 3,7 lít. Về phần kích thước lốp trước lốp sau của xe thì vẫn tương tự như cũ, 70/90/17 cho lốp trước và 80/90/17 cho lốp sau. Đi kèm với đó là phuộc trước ống lồng giảm chấn thủy lực và phuộc sau lò xo trụ giảm chấn thủy lực. Cùng với đó là khối động cơ 4 kỳ 1 xi lanh làm mát bằng không khí. Với khối động cơ này nó sẽ sản sinh ra công suất vào khoảng tầm 6,12 kW tại vòng tua máy 7.500 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 8,44 Nm tại 5.500 vòng trên phút. Hiện tại mẫu xe vẫn sử dụng bộ chế hòa khí các bạn nha. Mức tiêu hao nhiên liệu là 1,9 lít trên 100 km cho mẫu xe Honda Way Alpha các bạn đang theo dõi. Mình nghĩ mức tiêu nhiên liệu này là phù hợp cho mẫu xe Honda Way Alpha. Và thêm một thông tin nữa để nhắc tới các bạn, đặc biệt là người tiêu dùng Việt Nam chúng ta. Với tỷ số nén là 9:1, mình khuyên các bạn hãy sử dụng xăng A92 làm nhiên liệu cho mẫu xe Honda Way Alpha này. Hiện tại mẫu xe Honda Way Alpha đang được bán với mức giá bán cụ thể như sau. 3 màu sắc trắng này, xanh dương đậm, đỏ tươi. Giá bán hiện tại 19.600.000 đồng các bạn nha. Giá bán trong thời điểm giữa tháng 2 và cuối tháng 2 này, 19.600.000 đồng. Trong khi đó phiên bản màu đen nhám sẽ có giá bán vào khoảng tầm 20.600.000 đồng. 20.600.000 đồng. Mức giá bán hiện tại vẫn đang cao hơn một chút ít thôi so với mức giá bán đề xuất của hãng. Tuy nhiên thì so với thời điểm trước đây thì giá bán hiện tại mình nghĩ là chấp nhận được cho mẫu xe Honda Way Alpha. Phiên bản màu đen nhám cũng rất đẹp ở đây, các bạn có thể theo dõi. Và hiện tại mẫu xe này cũng chỉ có duy nhất một phiên bản là sử dụng phanh cơ vành nan hoa, đi kèm với đó là bộ 4 màu sắc như các bạn đang theo dõi: xanh dương đậm, trắng, đỏ và đen nhám. Rất cụ thể như vậy để các bạn có thể theo dõi thông qua video của mình. Hiện tại thì rất nhiều bạn đang hỏi mình, nói về nội dung, tại sao mẫu xe này lại đáng để quan tâm và đáng để tìm mua nhất trong thời điểm hiện tại. Và con số thống kê đưa ra, doanh số bán ra của mẫu xe luôn luôn đứng đầu trong tất cả những mẫu xe bán hàng tại Việt Nam chúng ta trong thời điểm này, thì mình có thể đưa ra một số nội dung như sau. Thứ nhất thì Honda Way Alpha với một thiết kế trẻ trung năng động, đặc biệt là trang bị thêm cái màu sắc đen mờ hoàn toàn mới, cùng với thiết kế bộ tem ấn tượng của năm 2023. Dù biết rằng thì cái bộ tem này nhiều bạn đánh giá chưa cao với bộ tem của năm 2022, nhưng mình nghĩ rằng ấy, nó cũng rất là tông xuyên tông với tổng thể thiết kế của xe rồi, đem đến những nét ấn tượng mới, thu hút ánh nhìn này, và cho bạn cảm giác tự tin hơn khi thể hiện cái cá tính của mình trên mọi hành trình của mẫu xe đã các bạn đang theo dõi ở đây. Quá là ok rồi các bạn nha. Hiện tại với khối động cơ 110 phân khối là một khối động cơ cũng đã đủ dùng để các bạn có thể trải nghiệm trên những cung đường khác nhau ở Việt Nam chúng ta với dòng xe Honda Way Alpha này. Một nội dung mình nghĩ các bạn cũng đã đánh giá, quan tâm trong việc lựa chọn.
Tiếp đến nữa là những cái trang thiết bị là điển hình tiên tiến cho một cái mẫu xe số phổ thông ở Việt Nam chúng ta. Các bạn có thể theo dõi luôn từ những cái nội dung trên xe, các cái trang bị trên xe, tiện ích trên xe, mình nghĩ là đủ dùng và phù hợp thôi. Nội dung tiếp theo nữa là về phần giá bán của xe thì mình nghĩ rằng với mức giá bán ấy, 19 triệu 600 đến 20 triệu 600 cho lúc này cũng là một mức giá bán mình nghĩ là chấp nhận được nhé bạn nhé. Có những thời điểm trước đây mẫu xe Honda Grand Pha đã có thời điểm lên tới vào khoảng tầm 22-23 triệu cũng đã có rồi. Tuy nhiên thì mức giá bán này đã là chấp nhận được. Cũng có những thời điểm xuống thấp hẳn tầm 17 triệu 500 đến 18 triệu cũng đã có. Tuy nhiên thì với những cái tùy theo thị trường, tùy theo từng cái mức một thì mình nghĩ rằng thì mức giá bán 19 triệu 600 đến 20 triệu 600 là một mức giá bán đáng để quan tâm với mẫu xe Honda Grand Vanguard này. Và một cái nội dung nữa là mẫu xe có thiết kế trung tính, nó phù hợp với rất nhiều lứa tuổi. Đã đẹp rồi, nó lại được nhiều giới trẻ Việt Nam chúng ta quan tâm này. Thậm chí giới trẻ đi được rồi, đến các bạn trung niên, các bác lớn tuổi hoàn toàn có thể ok lựa chọn mẫu xe này. Đó là toàn bộ những lý do mình muốn đưa ra thông qua video ngày hôm nay để gửi đến các bạn cùng tham khảo. Và nội dung cuối cùng nữa mà mình nghĩ chắc chắn các bạn sẽ rất là quan tâm bởi cái dòng xe Honda Grand Pha đã nằm sâu trong tâm trí của người tiêu dùng Việt Nam chúng ta rồi. Cứ nhắc tới Honda Grand Pha là nhắc tới một mẫu xe gần như là một mẫu xe số quốc dân. Mẫu xe số quốc dân mà khi các bạn muốn mua xe, bắt đầu cho mình những cái hành trình mới, đặc biệt đến bạn học sinh, sinh viên, những người có thu nhập ở mức trung bình. Khi mua một mẫu xe và tính cả cái khả năng này để vận hành này, rồi tuổi thọ, độ bền của nó như thế nào, thì các bạn sẽ đầu tiên sẽ nhắc tới là dòng xe Honda Grand Pha. Nó có thể phù hợp với rất nhiều đối tượng sử dụng, đó là cái điều Honda đang làm rất tốt trên cái mẫu xe Honda Grand Pha này. Rồi, đó là toàn bộ những lý do các bạn nha. Mình muốn chia sẻ thêm với các bạn thông qua video ngày hôm nay. Và không mẫu xe nào là hoàn hảo cả. Và Honda Grand Pha ở đây cũng đã có cho mình những cái điểm yếu khác nhau. Mình đã có những cái video nói rất cụ thể về những cái điểm hạn chế, điểm yếu trên dòng xe Honda Grand Pha này. Các bạn có thể tham khảo thêm. Điểm đạt được cũng rất nhiều và điểm yếu cũng có. Và Honda Grand Pha cũng không phải ngoại lệ các bạn nha. Rồi, cảm ơn rất này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Với những bạn nào quan tâm đến trực tiếp đại lý để xem xe cho mình hoặc thông qua số điện thoại của đại lý 02133878838 hoặc 0969188283, mình sẽ đưa cả ở xe máy Lai Châu nữa. Hai giá bán là tương tự giống nhau để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn thiêng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.